Rồi, cái con gadget đó của mình là 326.000 máu nha bạn. Chuẩn bị tí nữa là đi càn quét cả thế giới à. Được okay, rồi, hello tất cả các bạn nha. Video này chúng ta lại tiếp tục nha bạn. Mình lại quay trở lại đây, tiếp tục siêu nghiệp nha bạn. Để coi coi tập này là phải lên thời nha bạn. Tập này thì chắc là mình sẽ chế mấy cái đạn súng lông nách đó bạn. Để chúng ta đi bắt thú cho dễ hơn ha. Với lại cầm cái con T-Rex này nè, để đi phăm máu các bạn. Đây, cái con Hero Red nha bạn. Mặc dù level 93 thôi, nhưng mà thấy nó cũng mạnh mạnh nè. Sử dụng cái con này để đi farm máu là cũng hết sảy đó bạn. Nhưng mà nhìn cái con này thì nó hơi già các bạn. Gâu ghia lẫm chởm ha. Nhìn đánh già thật sự luôn. Rồi, để mình tập trung mình chế cái súng lông nách rồi. Bắn súng lông nách cho ngon ha. Rồi, để mình gom đồ mình chế cái cây lông nách nha bạn. Còn thiếu mấy cái metal ingot nè. Rồi, nhà hết metal ingot luôn mấy ơi. Nhà hết trơn luôn. Hết trơn metal ingot luôn bạn. Giờ mình phải đi farm rồi. Đây, sử dụng cái con Ankylo á. Nó mới lại Ritual. Đấy, bay lên đây là tha hồ farm nhé bạn. Mẹ tổ trên đây cá đóng luôn nè. Đó, sử dụng cái con Ankylo á. Rồi, là một phát cá đóng luôn mấy bạn. Quay, 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 con gì? Con gì, con gì? Báo. Wow. Cái con này quánh cái là đam 8.400 các bạn. Mạnh phết á. Cái con Ankylo này của mình là kiểu cái đam nó còn mạnh hơn cái con T-Rex các bạn. Con T-Rex hôm qua là quánh được có 7.000 mấy à. Con này quất một cái là 8.000 mấy. Nhưng mà con này chủ yếu là dùng để farm thôi. Ít metal với đâu. 2.400 các bạn. Nhưng mà nghĩ 2.400 chắc cũng được rồi. Bãi này hơi ít thôi. Rồi, cho anh này chờ đi. Tầm này là cái con bờ te chở hết nổi rồi. Đó, chở hết nổi. Rồi, cho nó chở phần nữa thôi. Về luôn nha bạn, chở phần nữa rồi. Để tí nữa mình sẽ cố gắng bắt cái con đại bàng đó bạn. Bắt con đại bàng thì nó sẽ gấp được cái con Ankylo á. Lúc đó tao đi farm dễ hơn không. Giờ phải bay cái con bờ te thường nữa. Đúng cực luôn. Mấy quỷ kia là hầu như không có bắt được luôn. Nó cứ bay hoài à. Khá là khó à. Giờ mà mình có được cái con bay xịn xịn tí nữa là ngon luôn á. Đây, cái lò này cũng nung được metal á. Mình nghĩ chắc nung bằng cái lò xịn này luôn. Cái lò trong mod nè. Lò này kiểu cảm giác nó nung nhanh hơn cái lò mặc định nữa mày. Nung lẹ hơn. Lò này thì nung hơi lâu. Rồi, để mình kiểm tra cái cây lông nách rồi. Còn thiếu mấy chục metal ingot nữa không? Để mình kiểm tra mấy cái đạn thôi, mấy cái đạn đất nè. Đó, mấy cái đạn đất này là nó cần thêm mấy cái đạn symbol nha các bạn. Với lại mấy cái Nacl tích. Nè, Abed Nacl tích nè. Mình sẽ chế Abed Nacl tích đó. Đấy. Có máu. Đó, được một mớ nha các bạn. Chế thêm cái đạn symbol nữa. Còn thiếu Run Powder. Wow, giờ phải làm thêm mấy cái gun powder nữa các bạn ơi. Là mình phải làm mấy cái spark powder đó. Kiểm tra thôi rồi. Đá với lại clean.
Rồi hết đá luôn các bạn. Như vậy là tình hình này là bắt buộc là mình phải đi bắt cái con chim đại bàng nữa, để farm cho nó lẹ lẹ tí á. À, chúng ta có mấy cái cổng rồi. Tháp gỗ là stone. Thì mình lấy cái cổng đó để bắt cái con đại bàng luôn rồi. Để kiểm tra thêm mấy con đại bàng. Giờ gắt cần một con thú bay thôi. Abed. Abed Arentavit đi thôi. Rồi, Abed Arentavit là không có con nào luôn. Có Abed Tessara nhé mày. Có con này nè. Kiểm tra thôi, cấp độ 200. Con này nó cách mình khá là xa à. Con này thì mình nghĩ là ăn cái friend lower các bạn thì nó sẽ bu nó quánh mình đó. Và lúc đó chúng ta cởi cái con này, cởi con Terabot đó, bắn đó. Thấy cũng hợp lý đó. Để bay qua đó thử không. Giờ là cần phải có một con bay mới được rồi. Còn không á thì phải đi bắt mấy con Arentavit như vậy. Đây, Arentavit thì chỉ có một con duy nhất luôn rồi. Cấp độ 40. Kế bên đây. Đó, còn không thì mình bắt cái con Arentavit này cũng được các bạn. Rồi. Giờ chắc là lên đường đi bắt luôn các bạn ơi, sẵn là đi farm mấy cái máu luôn. Đi luôn mới mà. Bây giờ muốn chế được cái đạn long nách là cũng chưa chế được á. Mình phải farm thêm flint với lại stone nữa. Đi qua bắt con này đúng không? Để có con này mình đi farm cho nó dễ. Rồi, tới luôn nha các bạn. Con này 10.000 turbo. 10.000 turbo. Dạ. 10.000 turbo. Rồi, xỉu luôn các bạn ơi. Ngon lành. Ổn áp luôn nha các bạn. Một kiếp bồ. Rồi tính ra cũng đơn giản luôn rồi. Cũng đơn giản. Không biết ở đây có quái vật gì nữa. Chùa Abed. Đây, chắc mình quăng cái con rét xuống đây quá. Đây, cầm con rét đi farm mớ máu á. Wow, cầm cái 16.000 các bạn. Thấy là mạnh mạnh rồi đó. Ví dụ cái con rét này là để đi farm máu đâu là thấy ổn ổn rồi đó các bạn. Đấy, quánh mấy con thường cái là 15.000 á. Làm hết luôn rồi. Alpha. Wow, lên thêm 13 cấp nữa bạn. Dồn đam hết luôn. Đây, đây có con Abed. Farm hết các bạn. Wow, con này mấy con mồi chớp gì mà nó cũng 200 mấy máu không được đó. Đó
Rồi mình thấy có cái bóng của con rồng. À bé. Đấy, mình tăng một phát lên 500.000 máu với mày. Là đỡ đó. Wow, quá trời nặng rồi. Bỏ hết luôn các bạn. Rồi, về luôn với mấy ông. Về luôn đi, đi cái con đại bàng alpha cho nó khỏe các bạn. Cái con này đi chậm quá. Rồi, tới nhà rồi các bạn. Đây, cho mình xài con này. Con này cũng ngon. Aventavit. Đó. Aventavit. Rồi, chế luôn cái hình á. Rồi, có yên cho nó luôn các bạn. Con này thì nó sẽ gấp được cái con Anfilo nè. Với lại các bạn xem cái quay của nó nè. Đi khỏe hơn nhiều quá. Rồi, để coi coi con này. Con này ở trên người nó không không sử dụng được nỏ các bạn. Phải sử dụng được nỏ nó thì ngon. Ủa sao gấp không được ta? Lỗi à, bình thường con này nó gấp được mà. Rồi, không gấp được luôn các bạn. Hình như là do cái con này hệ Abet nó kiểu mà nó cao cấp hơn hay sao, không gấp được. Rồi như vậy thì khỏi gấp luôn bạn, cho mày ở đó luôn. Đấy, thoải mái luôn vậy bạn ơi. Thoải mái luôn vậy bạn, con này thì chở thoải mái luôn. Khỏi cần gấp luôn. Đó, mình chủ yếu là cái quay ngon ngon để chở nó đi là được rồi. Chủ yếu là cần quay cái con đại bàng các bạn để nó chở là được rồi, khỏi gấp. Mình thu vô cầu luôn. Cái này không thấy metal nữa. Bay qua mấy cái đảo này nó lắc thì thôi đi. Rồi, đập nhẹ một cái thì một đống các bạn, đống mấy cái metal luôn. Nhưng mà bước qua đây kiểu mà nó góp FPS quá trời luôn. Rồi về luôn nhé bạn, farm tầm này chắc đủ rồi, gánh gói farm tiếp. Qua bên đây cái nó tụt FPS quá trời luôn các bạn, lắc quá ơi luôn. Vì đây chừng nữa không biết sao qua bên cái khu
nuối tiếc được bạn, qua đó chắc nó lắc đập máy luôn không. Rồi, farm được một đống mấy to nhé bạn, 2.000 mấy nè. Cái này là farm tạm thôi đó, đập nhẹ thôi đó. Tại qua khu đó nó lắc quá trời bạn, nhưng mà mình nghĩ tầm này chắc đủ rồi. Rồi lên. Đó, để hết vào đây à. Đá với lại Flynn. Đây, đá với lại Flynn thì bỏ vô đây. Để cho nó làm cái bắt powder ha. Thì chúng ta chế mấy cái thuốc súng á. Lên thời đạn đắt. Đó, chơi được 200 mấy các bạn, 200 mấy cái súng rồi. Rồi, cho nó chế tạo cái súng các bạn. Đó, lại có thêm trứng nữa nè, ngon. Bao nhiêu đô đô đây là xài không hết các bạn. Đó, đây mình chế thêm một mớ cái này cầu tích nữa. Rồi, để coi cái bộ tiếp theo rồi. Mình có thể là chế được cái bộ Hero các bạn, với lại cái bộ hệ Frost nè. Hệ Frost này nhiều bạn kêu mình bắt cái con cua á. Bắt được cái con cua cái là ngon luôn ha. Để chép thử rồi. Wow, 260 nha các bạn. Hệ Frost này thì có được cái con cua với lại con Vi Văn hai con à. Rồi để kiếm tra cái bộ khác thôi. Muốn chế tạo được cái bộ volcanic đó thì phải giết cái con hệ băng các bạn, phải giết cái con hệ frost á, phải giết con cua á. Không biết giờ con red mình giết con cua nổi không nữa. Tí nữa chắc làm thử quá. Hệ storm á thì cần giết mấy con hero á, hình như là hero là mình có. Có máu hero luôn. Đây, hero là có nè các bạn, mình có mấy cái hero core nè các bạn, hai cái nè. Rồi, ngon. Nè, có thể là chế được cái bộ Storm nha các bạn. Để coi thứ hai Storm thôi. Đó, Storm nè. Wow, Storm là có Riffin nha. Có Red nha các bạn. Mà Red đâu thôi. Red thay phế và có Riffin nè. À, có đi phim đúng rồi. Nhưng mà kiểu rip phim này thì không biết bắt nó làm sao luôn nè. Để tí nữa mình bay mình chết thử các bạn, coi nó bao nhiêu tu bò á. Con rip phim này thì mình nghĩ chắc con phải dụ vô 7 quá. Chứ ẩu ẩu là kiểu mà nó tán một cái là cắm đầu á. Nhưng mà bắt được cái con rip phim là cũng ngon á. Đây, mấy cái máu là chúng ta có nè. Có cái cò volcanic luôn nè các bạn. Chế được cái bộ hệ ếch nữa nè các bạn. Rồi, ngon rồi đó. Đây, hệ ếch thì có con đùi á, Bachi, Bronto. Coi hệ này không ngon các bạn ơi. Thấy hệ Storm là ngon á. Storm có Riffin là thấy ổn áp á.
Đó, làm được cái ball storm nữa bạn. Còn không thì chế hệ frost đó. Storm nè, frost nè. Ok. Có trứng abet thì mình chế thêm các bạn. Tạm thời chế hai cái ball vậy đi. Đó, mang theo luôn. Với lại một cái ball hero mình đang có nữa. Kiểm tra mấy cái thuốc súng rồi. Đó, 200 mấy thuốc súng. Rồi, có mẹ tội gót luôn các bạn. Nói chung là cái lò này nung cũng lẹ, cũng nhanh đó. Rồi, chế được đạn symbol. Đây, mình chế cái cây lông nách luôn không? Đó, 38 viên nha mấy bạn. Coi nào, đắt nào. Tắc alpha nè. Tắc abet nữa bạn, cần abet narcotic. Đây, abet narcotic có trong người mình rồi. Rồi, chế được có 6 viên các bạn ơi, nó tốn mấy cái thổi inox quá trời luôn. Mấy cái thổi đồng á. Không, nó tốn mấy cái thổi này các bạn. Thổi này chứ không phải thổi đồng. Vậy là thổi này là phải chế thêm cái cục này nữa. Cục này là cần sự bắt bao đò nha các bạn. Kiểu nó cần kiểu mà liền kể nha các bạn. Đây, có sự bắt bao đò không? Rồi, nó sẽ tự động nó nấu cái thổi này cho mình. Ok đó. Nói chung là chế cái đạn đất này nó cũng tốn quá các bạn ơi, tốn kém luôn. Nhưng mà nghĩ bắn nó sẽ ngon á. Rồi cái điều quan trọng giờ là mình phải upgrade cái cây súng này lên. Đấy. Thiếu gỗ. Phải đi farm gỗ. May là bữa nhanh chí chỉnh lên X10 nha các bạn. Không mà kiểu mà farm X3 thì thôi. Sắp mặt luôn. Chơi một mình mà farm X3 là cũng hơi phê đó các bạn. Rồi, 4000 mấy gỗ các bạn ơi, up lên cái nào. Quan trọng là vẫn thiếu metal ingot. Hết run powder. Đó, thêm 200 mấy run powder nữa. Bắt powder. Cái này phải dành thời gian farm nhiều tí các bạn. Đó. Rồi bỏ vào đây. Wow, chế được tới 2 mấy viên luôn các bạn ơi. Ngon rồi. Lên thời đúng rồi. Thôi chắc mình để dành luôn. Rồi, đây mình đang lên. Rồi, 140 mấy% nha các bạn. 170 mấy. Quá trời rồi các bạn ơi. Ui. Nó cần cái metal ingot rất là dữ nha các bạn. Cái này là mình phải làm nhiều lọ các bạn, rồi đi farm nhiều mấy cái metal á.
Có càng nhiều thì nó càng ngon các bạn. 30 mấy viên. Rồi súng mới có 170 mấy à. Đây, cậy mang theo đi ha, mang theo đi để tí nữa mình bắn thử ra. Rồi, đi luôn nhé bạn. Đi qua kiểm tra thử ra. Có máu vậy nè. Có bình máu à. Đi nè. Đi qua mình chết thử mấy con Riffin bên đây thử ra. Coi nó bao nhiêu thu bò. À, con Storm nữa bạn. 400 mấy. Trời đất ơi trời, 400 mấy ngàn mới ơi, 400 mấy ngàn tu bồ với bạn. Phải trưởng luôn. Còn bên đây ơi. Ui con bên đây là 1 triệu tu bồ bạn. 270 là 1 triệu tu bồ. What the hell. Con 110 nữa bạn. Dạ dạ con gồng nó ta ghét một cái là cút sớm, cút sớm. Con gồng nó vớt một cái là cút sớm với bạn. Nguy hiểm cực kỳ. Bước vô khu này là nguy hiểm cực kỳ đúng không? Rồng nó bay dập diều luôn bạn ơi. Mấy rồng nó tán mình một cái chắc đi quá. Cũng còn cấp 100 thôi mà 400 mấy ngàn nha bạn. Trời đất ơi. Rồi con này rồi sao bắt trời. Con này là chắc là phải xây 7 nha các bạn. Xây 7 dụ nó vô. Mà cái bản này kiểu mà thú nó cũng rất là khôn quá các bạn. Rồi ta ghét luôn rồi. Bản này mà muốn dụ nó vô 7 cũng rất là khó chứ không đơn giản đâu. Có mấy con cua này thì mình nghĩ là chắc là bắt được nè. 200 mấy. Chắc tạm thời mình bắt kiểu mà lên từ từ các bạn ơi. Chứ giờ bắt kiếm phim thì chắc không bắt được đâu. Khó à, thấy khó nuốt quá. Nào dễ bắt trước đi ha. Sáu. Tầm này chắc con nào dễ bắt trước đi các bạn ơi. Ui, bot. Đi ghê rồi, không biết chàng nào mới sở hữu được mấy con đó nữa. Ôi, 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 gần là dính chữ. 400 mấy ngàn. Mình có cách gì nếu mà mình bắn vô người cái con chim đại bàng đó bạn. Rồi xong rồi mình cho nó bay trên không. Rồi bắt cái con bắn cái con cua là hợp lý đó.
mà anh đáp xuống liền luôn. Rồi bay con, bay con. Đúng rồi, đó, đúng gì nè các bạn. Đó, phải chơi kế các bạn. Đấy, chỉ còn cách gì thôi. Tới không trời. Ghê quá vậy. 10.000 nha bạn. Hôm này ông ta ghét ông đứng đó luôn rồi, phải chữ gì chứ. Đó, cái là cái con này cứ mà tu bò nó cũng không có tuột các bạn, nó không có tuột chứ. Giống như cái con Harry á, nó đỡ đó. Đi đâu con ơi. Nghĩ ra nên gì kiểu khác rồi. Chồng đó ông ta ghét theo dữ. Băng dính dữ các bạn. Rồi con bao rít ghét chết ngắt rồi. Rồi, lần bắt lần khó á. Bắt con này luôn. Quỷ này nó lại tới nữa rồi các bạn ơi, khó chịu quá, nó ta ghét hoài luôn á. Cái thằng ngu này. Bực mình thật sự các bạn. Chứ mình sẽ đi kiếm một cái con nào đó khác quá. Nó gần gần đây là bắt không được rồi. 107. Để chết hết rồi. Rồi, mình thấy có con 107 đằng kia là được đó các bạn. Xa tụi này 170 đi thôi, chứ con 200 mấy này thì thấy cái 400 mấy 000 á, là tí nữa bắn là mình phải đi farm thêm một mớ tên á. Chắc bắn còn 170 nữa. Bắt cái con 170 đó đi ha. Rồi. Con này ăn 3 cúp bồ chứ bạn. 302.000. Bắt con này. Đè xuống cái muốn sặc máu luôn.
về chiều cũ nha bạn, ở trên không bắn này cho chắc luôn. Đấy. À, con này hình như kẹt các bạn ơi. À, con này hình như là sinh ra đá sai đấy các bạn. Kẹt rồi, kẹt rồi, kẹt rồi. Mà khó bắn dính đúng không, bắn hụt hoài luôn. Chắc xuống luôn quá bạn. An toàn luôn ta. Xuống luôn đi bơi. Đứng xuống bắn luôn các bạn ơi. Đấy, nó bị kẹt rồi. Thoải mái luôn nha các bạn, khỏe luôn các bạn ơi. Đây, nên bắn thử cái đạn này thử nha. Chậm các bạn ơi. Cái đạn lên chậm tại do cái súng mình nó chỉ có 100 mấy á, xài cái nỏ ngon hơn. Bắt được con này mình nghĩ là kiểu càng quét mấy cái khu gần gần biển nữa bạn là cũng đã đỡ rồi đó, cũng được được rồi đó. Con này nó ăn tới 3 kiếp bò. Cái này mà kiểu không thêm cái mod upgrade vô thì thôi khóc tiếng nguyên nữa mày. Cũng may là mình thêm cái mod upgrade vô chứ không có đồ xịn gì sao bắn nổi mấy quỷ này. Rồi ok xỉu rồi. Đây giờ mình về mình chế tạo kiếp bò không. Xa dở lắm rồi. Đang bay đi bay về mệt mỏi luôn, đi quỷ đó nó lâu quá. Đây được một mớ me to luôn nè. Bỏ vào đây. Thiếu 25 me to nữa. Thiếu trứng Apex nha mày. Rồi, trứng Apex. Trứng Alpha. Đúng rồi, mình phải quăng cái con Terabus này ra nữa. Này, quỷ này nó không cho trứng nữa, quỷ này nó không cho trứng nữa. Cái con Terabus này là nó cũng cho trứng đó bạn, nó cũng hại Apex đó. Rồi, vậy chúng ta chỉ việc chờ đợi trứng thôi bạn ơi, còn không thì phải bay vòng vòng đi lụm á. Rồi, đứng đợi nãy giờ mà không thấy trứng luôn bạn, tình hình này là chắc mình phải bay vòng vòng rồi. Này là chắc là phải bắt thêm vài con đô đô nữa. Còn không thì phải bay tới mấy con đó bạn, để kiếm trứng á. Rồi giờ chỉ còn cách đó thôi. Chứ ngồi đợi là thấy quá lâu rồi đó. Đây, đu đô của mày. Đó, đây mình chết vòng vòng cái quỷ này thử không.
Đấy. Phải thấy mấy hình điền này các bạn. Hình hên thì nó có gây trứng ra luôn á, còn không thì mình phải bắt về. À, còn chỗ này thì thôi thua rồi đó. Liều mạng luôn các bạn. Liều mạng bắt nó dài luôn các bạn. Nó quánh, nó quánh khí thế luôn. Hùng dở lắm. Trời ơi, vậy mà nó vẫn target lại các bạn. Thì sợ mấy quỷ đó thiệt chứ. Rồi, rồng kế bên luôn. Chắc mình đấm cái con đô này cho nó chết quá. Cái ghét dã man thiệt. Cần phải quánh khí thế vô mà. Bỏ con nhìn nó đi. Rồi ăn chậm. Anh chào cái bộ mình luôn các bạn. Mắt dài thì chứ đâu chào đó tới rồi. Giờ đâu mất tiêu luôn rồi. Ê, có ba cái kiếp bộ Apex mà cũng biên chậm nữa. Chấm tiêu luôn. Ló chè thiệt chứ. Đây mấy con đực thôi. Về luôn nhé mày. Rồi có được thêm một trứng nữa các bạn. Một trứng duy nhất. Đó là được thêm một kiếp bò nữa đó. Đấy. Phải hai kiếp bò nhé bạn. Để mình chế luôn rồi cho cái. Để sẵn đây mình chế yên cho cái con kia luôn ha. À con cua nó không cần yên nhé bạn. Con cua bắt là cưỡi được luôn đúng không mọi người? Không cần yên. Đây, hai cái bò nha bạn. Giờ chỉ đợi hai trứng nữa thôi. Rồi. Trong thời gian chờ đợi mấy cái trứng mấy con đô đô nó đẻ đó bạn, mình bay xuống đây mình kiểm tra thôi. Rồi, xong phin luôn. Nhà kính dưới này là tan tầm đó các bạn. Nè mày quỷ bóp nó báo thật sự luôn đúng không? Rồi cũng còn lại được một mớ trái cây sau cùng nữa thôi. Quá trời mấy thanh niên này. Đó nó qua nữa đó. Các bạn thấy nó target gắt là xa luôn á. Nếu một ngày nào đó mình mạnh lên đi, mình sẽ ký đầu cái này các bạn. Nói trước rồi.
Không, phải để ở nhà cũ ở đó là kiểu mà tai biến luôn anh. Một ngày nào đó mình mạnh là mình sẽ ký đầu với anh quý đó. Sao không chịu đẻ trứng đi trời. Không chịu đẻ nữa mày. Bắt nhiều thật sự nhưng mà còn không chịu đẻ nữa. Hai trứng abet nữa hả? Giờ chờ đợi thôi. Để coi coi mình nghiên cứu mình chế cái bàn này các bạn. Chế cái bàn này đi. Còn polymer với lại electronic đó. Quan trọng là hai đó. Mình chế cái bộ đồ lặn này. Đi xuống biển farm. Đây, đây mình làm một mớ cementing bay. Cementing bay với lại obsidian. Cho nó làm một mớ xăng ha. Silica. Có xăng nha bạn. Đó, chế được một mớ polymer rồi. Rồi, còn lại là chúng ta chế electronic thôi. Trong thời gian chờ đợi mấy cái trứng nó ra thì mình đi farm thêm metal với bạn. Bây giờ hết việc để làm rồi. Trời đất ơi, nãy giờ mà không thấy trứng nào luôn anh, phải chứ. Chủ yếu là thiếu electronic cho mày. Mình farm thêm mới electronic nữa. Giờ là cần phải có đây. Bây giờ mới chi tin với lại cây ra tin này. Chi tin. Thôi. Cái phần polymer là mình thấy là đủ rồi đó. Quan trọng giờ là còn thiếu cái này các bạn. Anh nó chích đó. Là chế được cái bàn nữa. Nè,
chế được cái bàn này để thu mấy con thú vô cho nó gọn á, để cho nó dễ đẻ trứng các bạn, chứ để ngoài gì thấy ít quá, còn thiếu hai trứng mà nãy giờ chưa đủ luôn. Đây để mình farm thêm một tí silica ha, để kiếm mấy con bọ. Đây kiếm mấy con chilobite này nó bay. Đấy, nhóc luôn. À, cởi bên mình luôn. Giết nữa mày. Ghê chưa? Điều có 11 phải không anh? Adô Phạm chết ngắt dưới này luôn. Khó chịu rồi sư. Mấy bay nghỉ đẻ luôn đi nha. Nó đợi hai trứng nữa mà lâu thì thôi đi mày. Xác nó hình như vẫn còn. Đấy, được 32 nữa nha các bạn. Sử dụng búa là farm ngon hơn đó các bạn. Rồi, phải lên con ơi. Đây, kéo mình lên nha mày. Cực chưa mấy ông. Nhưng mà kiểu series farm từ từ gì cũng hay á. Nói chung cũng hay thôi, từ từ thôi, biết sao giờ. Rồi mấy đồng chí đẻ đi mấy đồng chí. Chế được 14 cái Alex Clip nha mày. Chế được cái bàn rồi đó mấy người. Ok đó. Rồi, có ồi nè. À. Có luôn chitin nha mày. Đó, chế được thêm một mớ chitin bay nữa đó. Rồi, đủ đó các bạn ơi.
cầm súng luôn. À, cái súng này là nó cũng cần polymer nhé mày. Cho nó chế polymer. Ờ. Rồi, chơi được cái bàn các bạn ơi. Cái bàn này là mình có thể là can thiệp cái tỷ lệ spawn trứng được nè các bạn. Đấy. Thu hết vào đây. Không chịu đẻ, ở ngoài không chịu đẻ. Này, bỏ vô đây thôi mà chịu đẻ không? Bỏ hết vào đây nhé mày. Giờ chỉ việc là đợi nó làm trứng thôi. Có trứng là chúng ta bắt được cái con cua ha. Rồi, ngon lành nhé bạn. Có trứng nhé bạn. Ba trứng luôn nè. Ba trứng abet với lại hai trứng alpha. Rồi đó. Nãy giờ nhé bạn. Để ngoài là kiểu để mấy con đó ở ngoài là kiểu 3 năm nữa bạn. Nó mới đẻ được nhiều đó. Để đúng lâu luôn. Đó, chúng ta chế thêm một cái kíp bò nữa. Phải thu mấy con đó vô trong quả cầu rồi bỏ vô trong cái bàn này các bạn. Thì nó đẻ mới nhanh á. Còn mà kiểu để ngoài á là nó đẻ cực kỳ lâu luôn. Rồi. Chúng ta đã đủ 3 kíp bò á. Mình chết một cái coi. Đó, và bắt con cua này các bạn. Rồi, tới luôn nha các bạn. Ai có cái bò cho ăn là xong á. 107. Đấy, bao nhanh luôn nha các bạn. 254 á. Ủa, cái con này cần yên nữa bạn. Quái chướng chưa? Trời, nó cần chế yên nữa mấy ông ơi. Vậy mà hồi nãy kiểu mà mình tưởng nó là nó không có yên. Rồi, vậy thì mình thu nó vô. Lại phải quăng cái con đại bàn ra nữa. Đây, về các bạn ơi, về chế yên cho nó. Rồi, tới nhà luôn nha bạn. Để bay đi bay về cũng muốn khùng luôn. Đúng mệt thật sự. Đây, chế yên cho nó nào. Còn thiếu da. Chà. Thôi xong rồi. Cái da của con này là mình chưa có đó các bạn ơi. Vậy là mình phải cầm cái con red để đi farm rồi. Thì da cũng căng dữ à. Không biết kiểu mà giết cái con cua này nổi không nữa. Đây, rồi bà giết cái con đó các bạn. Không có da. Đây, mình sẽ giết cái con 110 á. Rồi, tới luôn nha các bạn, không biết chịu nổi không nữa. 192.000 máu. Đây, mình sẽ xài cái con ghét. Tăng máu cho nó lên cái đi ha. Chắc là chơi nổi với các bạn. Quánh chết trên thú rồi thôi.
tới công chuyện luôn. Ôi dư sức qua qua cầu các bạn ơi. Được được được. Wow, con này mình cạp tới hai mấy ngàn lắm bạn. Đấy. Hết đầu. Không có da. Polymer một đống luôn bạn ơi mà không có da. Chán thiệt chứ. Trời 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 trời. Như vậy là phải giết cái con rồng rồi bạn ơi. Phải giết cái con rồng vi văn đó bạn. Nó mới cho da ha. Nhưng mà làm sao giết con này là được một mớ polymer là cũng ổn rồi. Tập sau chắc là mình sẽ bỏ cái mod tìm thú nữa bạn. Mặc dù cái mod tìm thú này nó rất là ngon á. Nhưng mà nó lắc quá trời. FPS giờ còn có mười mấy bạn chơi nhức đầu thì thôi đi. Tập sau chắc mình chơi cái mod tìm thú kia quá. Bỏ cái mod này à. Đổi qua thử thôi. Rồi kiểu này thì chắc là tập sau vô farm da luôn các bạn ơi. Xuống cơm đó, nãy giờ mình chơi gần 2 tiếng luôn các bạn. Để con Dodo làm chứng lâu má ơi luôn. Để tập sau vô mình farm da rồi xong rồi cởi con cua đi càng quét thế giới các bạn. Nói chung con cua đó là cũng ngon lắm rồi đó. Nhưng mà giờ phải xuống cơm à. Nãy giờ Nhi đợi kêu nãy giờ các bạn. Cơm nước đi rồi xong rồi chúng ta chiến tiếp. Nếu thích nhớ like, subscribe kênh giúp mình tiếp nha các bạn. Dài luôn đúng không ạ?